hôm qua ngày 22 tháng 12, Mỹ đã cấp phép cho sử dụng viên uống chống COVID-19 của hãng Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên và những người cao tuổi có nguy cơ bị bệnh nặng. Đây là loại thuốc uống tại nhà đầu tiên được cấp phép trở thành công cụ mới để chống lại biến chủng Omicron. Thuốc viên Paxlovid của Pfizer đạt hiệu quả gần 90% trong giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, theo số liệu thử nghiệm lâm sàng được công ty công bố. Số liệu trong phòng thí nghiệm gần đây cho thấy thuốc này vẫn giữ được hiệu quả trước biến chủng Omicron, Pfizer khẳng định. Pfizer nâng sản lượng dự kiến trong năm 2022 từ 80 triệu lên 120 triệu liều và cho biết đã sẵn sàng giao hàng ngay cho Mỹ. Phác đồ điều trị sẽ bao gồm thuốc mới này và loại thuốc kháng virus Zitonavir đã có trước. Chính phủ Mỹ sẽ nhận được 265.000 liều thuốc trong tháng 1 và tiếp tục nhận được trong các tháng tiếp theo điều phối viên về chống COVID-19 của nhà trắng Jeff Zients cho biết tại cuộc họp báo. Chính phủ Mỹ dự kiến nhận được 10 triệu liều thuốc đã đặt hàng trong vòng 6 tháng. Việc chấp thuận Baclovit là một bước tiến lớn, đánh dấu một mức đi nữa trong việc biến COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm có thể quản lý. Ames Adia, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện An ninh Y tế John Hopkins đánh giá. Pfizer cho biết họ đã có 180.000 liều sẵn sàng trong giao hàng năm nay, chính phủ Mỹ ký hợp đồng mua 10 triệu liều với giá 530 đô la Mỹ trên một liều. Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA quyết định cấp phép khẩn cấp cho thuốc này khi Mỹ đang vất vả đối phó với số ca mắc tăng mạnh do biến chủng Omicron. Đây là loại thuốc kê đơn và cần được sử dụng ngay trong 5 ngày đầu mới có triệu chứng và kết quả xét nghiệm dương tính. FDA cho biết, người bệnh cần uống thuốc trong 5 ngày liên tục, mỗi liều cách nhau 12 giờ đồng hồ.